Đối với lại câu số 7, chúng ta sẽ có là số lượng hàng nhập về chi nhánh quận 5. Thông tin chi hiển thị là tên cửa hàng và số lần nhập hàng. Số hàng nhập về, tên cửa hàng và số lần nhập hàng. Như vậy các bạn sẽ nhìn thấy ở đây của chúng ta là cửa hàng. Tên cửa hàng nằm đây. Và ngày lập là bên phí xuất. Nhưng mà số lượng là bên chi tiết phí xuất. Cho nên chúng ta liên kết ba bảng. Bên này chúng ta sẽ lấy tên cửa hàng. Bên này chúng ta lấy ngày lập. Và ở đây chúng ta có số lượng. Ha. Như vậy cái đề yêu cầu của chúng ta sẽ liên kết ba bảng. Select. Sao. ROM. ROM bảng cửa hàng. Inner zone với lại bảng hóa phí xuất với điều kiện là cửa hàng chấm mã cửa hàng bằng phiếu xuất chấm mã cửa hàng và chúng ta sẽ inner zone với một cái đối tượng khác nữa chi tiết phiếu xuất với điều kiện là phiếu xuất chấm phiếu bằng chi tiết phiếu xuất chấm số phiếu. Đó là nối giữa ba bảng với nhau. Chúng ta sẽ có hiển thị là tên của hàng. Tên của hàng phải số lần nhập hàng. Số lần nhập hàng thì chúng ta sẽ đếm số lần nhập hàng chi tiết. À số lần thôi các bạn. Nếu mà số lần nhập hàng thì chúng ta chỉ cần phí xuất là đủ, không cần chi tiết phí xuất. Còn nếu mà số lượng là bao nhiêu á thì chúng ta mới cần thêm chi tiết phí xuất. Số lần nhập hàng vậy chúng ta đếm đếm số phiếu ở phí xuất là được rồi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ đến chi tiết đây. Không cần những chi tiết chỗ này chúng ta không cần chúng ta sẽ đến đây sau đó rồi thì tên cửa hàng và count số phiếu và chúng ta sẽ group by theo mã cửa hàng group by theo mã cửa hàng đếm số phiếu. Như vậy thì cửa hàng 6, cửa hàng Tân Phú, cửa hàng Hà Nội. Ok. Như vậy người ta yêu cầu là cửa hàng chi nhánh quận 5 thôi, còn những cửa hàng khác thì chúng ta không xuất. Vậy chỗ này chúng ta sẽ having. Các bạn có thể dùng mã cửa hàng của quận 5 cũng được, còn không thì bạn sẽ having tên cửa hàng like quận 5 nằm ở phía sau. Quận 5. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được thông tin của cửa hàng quận 5. Nhập số lượng là 6. Số lượng nhập.
tên cửa hàng, số lượng nhập, tên cửa hàng, số lần nhập hàng, số lần nhập hàng. Ok, như vậy tên cửa hàng của 5, số lần nhập hàng là 6. Và chúng ta đã hoàn thành câu số 7. Câu số 7, số lần nhập hàng.